căn 01 mát đẹp, bếp, tủ lạnh 2 cộng 1 thành 3 ngủ dành cho hai con trai và bố mẹ. View đẹp nhé, hướng đông và hướng mát. Có thể làm vách nhẹ, vách kính rèm hoặc thạch cao. Ra đây là phòng khách. Lan can kính, view. View cảnh quan bể bơi nhé. Của khu nhà giàu Mastery. Các thiết bị cao cấp. Sàn gỗ sang trọng nhé, có hai phòng ngủ. Kính phun trần sàn. Vệ sinh. Bồn cầu lắp xịt tự động và sen tắm mưa. Lọc nước khử kim loại, sắt, canxi. Có hai vệ sinh. Vách kính sẵn nhé. Hai phòng ngủ. View đều rất thoáng đẹp, hai mặt thoáng. Điều hòa ấm mát, âm trần. View shop đế. Cục nóng được che đi. Thoáng rộng. Hành lang rộng 1m8. Sảnh thang máy sang trọng.